Rạng sáng ngày 24 tháng 2, một vụ cháy nhà xảy ra tại căn nhà trong ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ của Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàn Kiếm tới hiện trường để cứu nạn cứu hộ. Qua trinh sát và khai thác thông tin, Chỉ huy chữa cháy đã phân công lực lượng tìm kiếm người bị nạn còn mắc kẹt, đồng thời ngăn chặn cháy lan. Gần 4 giờ sáng cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Quá trình chữa cháy, cảnh sát đã cứu được 3 người thoát nạn, gồm 2 người ở tầng 2 và 1 người ở tầng 3. Trong số các nạn nhân được cứu, có một trẻ em 6 tháng tuổi. Công an Hà Nội cho hay hiện tình trạng sức khỏe các nạn nhân ổn định. Bước đầu, cảnh sát nhận định ngọn lửa bùng lên ở tầng 1 của ngôi nhà. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy nhà này đang được cơ quan chức năng làm rõ.